Chào các bạn, như đã giới thiệu thì xin giới thiệu các bác bẫy mẹt thiết kế mới nhất dùng để bẫy bìm bịp và các loại chim. Về cái mẹt này thì bẫy này bao gồm một cái chốt như này, khung sắt nỏ xo. Như hôm trước hướng dẫn cái nỏ xo được tạo bằng hai cái nỏ xo khung sắt, làm rất đơn giản. Các bạn đầu tiên các bạn tạo nỏ xo trước, xong rồi bạn tạo cái khung sắt như này, uốn khoằm vào và cái đai như này, luồn nỏ xo vào và chặn lại. Còn cái lưới này thì các bạn có thể mua tùy loại sao cho mắt lưới tầm ba phân rưỡi đến 3 phân một cạnh. Đây tôi gài. Mồi vào đây khi con chim ấy cái con mồi này. Tất nhiên là trong quá trình các bạn đặt bẫy thì các bạn ghi cho tôi, ghi một cái kim vào đây, ghi vào đây, ghi vào đây, ghi vào đây, ghi vào đây, ta cắm móc làm thành một khoảng móc móc xuống đất để đảm bảo khi cái này nó bật nó sẽ giữ chắc nguyên, nó sập con mồi, và khi con mồi nó sập thì nó không dậy được ra.